Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin ngày hôm nay ngày 17 tháng 12, tôi là biên tập viên Hải Hằng. Còn tôi là biên tập viên Vi Dung. Và trước tiên thì xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng ngày hôm nay. Cuba đề nghị trả món nợ 276 triệu đô la Mỹ từ thời xã hội chủ nghĩa cho Cộng hòa Séc bằng thượng lưu. Thành phố Hồ Chí Minh, mưa và sương lạnh thất thường khiến các bệnh về hô hấp gia tăng, đặc biệt là bệnh phổi. Trực tiếp tại trường quay, cô bác sĩ tâm thần nhận diện hậu quả của nạn cờ bạc đối với các gia đình và trạng thái tâm lý cùng thể chất của những người nghiện trò chơi mây rủi này là như thế nào. Người dân Venezuela lo sợ trắng tay và việc đổi tiền được dự báo là sẽ làm căng thẳng thêm tình trạng khan hiếm tiền mặt ở nước này. Đợt bão tuyết đang hoành hành ở khu vực đông bắc của nước Mỹ đã khiến cho ít nhất 3 người thiệt mạng trong các tai nạn do đường trơn trượt. Cùng lúc thì đợt gió lạnh tiếp tục gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Theo lực lượng giám sát các tuyến đường quốc lộ ở Oklahoma, các vụ tai nạn chết người xảy ra vào đêm ngày 16 tháng 12 theo giờ Việt Nam ở 3 tuyến xa lộ nối liền các thành phố lớn. Trong khi đó, ở Oklahoma City xảy ra nhiều vụ đâm xe liên hoàn, trong đó có một vụ va chạm giữa 8 xe ô tô khiến một tuyến đường bị tắc nghẽn. Ngoài ra, hơn 100 vụ tai nạn được ghi nhận tại các tuyến đường ở thủ phủ Oklahoma City. Cảnh sát Đức vừa đưa ra thông báo đã bắt giữ một thiếu niên 12 tuổi người Đức gốc Iraq vì âm mưu đánh bom bất thành nhằm vào một khu chợ Giáng sinh. Cậu bé này được cho là đã bị tổ chức Hồi giáo IS xúi giục. Vụ việc xảy ra ở khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thành phố Ludwigshafen ở phía tây nước Đức. Cậu bé này đã đặt một ba lô chứa thiết bị nổ tự chế tạo gồm một chai thủy tinh chứa chất nổ vào khu chợ Giáng sinh, nhưng vụ nổ không xảy ra do ngòi nổ không hoạt động. Sau khi bị phát hiện và tạm giữ, cậu bé này được đưa vào một trung tâm giáo dục thanh thiếu niên. Nhà chức trách Đức vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Cộng hòa Séc cho biết là Cuba vừa mới đề nghị trả món nợ 276 triệu đô la Mỹ từ thời xã hội chủ nghĩa cho nước này bằng rượu rum. Tuy nhiên thì chính phủ Séc nói là muốn nhận một phần khoản nợ bằng tiền mặt và các phần kia thì có thể trả bằng rượu rum và dược phẩm. Séc cho biết nếu nhận toàn bộ số rượu rum Cuba muốn trả thay tiền thì Cộng hòa Séc sẽ đủ rum để dùng trong hơn một thế kỷ. Bởi thế Séc thay vì nhận rượu thì họ muốn Cuba trả nợ bằng các dược liệu truyền thống. Được biết là món nợ của Cuba có từ thời Cộng hòa Séc còn là một phần của tiệp khắc. Nước Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa phương pháp thụ tinh ống nghiệm, hướng tới việc cho sinh ra các trẻ nhỏ từ một cha và hai mẹ, gọi tắt là IVF, khi được Cơ quan Quản lý Nghiên cứu Phôi thai và Thụ thai ở người HFEA của Anh chấp thuận. Tuy nhiên, thì HFEA nhấn mạnh phương pháp sẽ chỉ được phép áp dụng nhằm mục tiêu chính là giúp các gia đình có người mắc bệnh ti thể không thể điều trị được vẫn có cơ hội sinh con khỏe mạnh. Phương pháp đặc biệt nói trên vốn được biết đến như một liệu pháp thay thế ti thể, hay nói cách khác là dựa trên cơ sở loại bỏ và thay thế lượng nhỏ ADN bị lỗi trong trứng của người mẹ. Trong quá trình này, phổi sẽ tiếp nhận ADN nhân thông thường của cặp cha mẹ, cũng như tiếp nhận một phần nhỏ ADN ti thể, gọi tắt là mADN khỏe mạnh, do một phụ nữ hiến tặng, qua đó cho phép những phụ nữ gặp các vấn đề bất thường gây bệnh trong gen ti thể có thể sinh con mang gen di truyền nhưng không mắc bệnh ti thể. Một phụ nữ mắc bệnh ti thể thường có nguy cơ sinh con mang các vấn đề nguy hiểm ảnh hưởng tới tim, bệnh về gan, rối loạn chức năng não bộ, gây mù hoặc teo cơ. Hiện trên thế giới có 6.500 trẻ, lại có một trẻ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Một công dân Tây Ban Nha và hai người Peru vừa mới bị bắt ở thủ đô Lima của Peru vì đã giấu 25 con chim ngoại lai trong hành lý. Dịch vụ giới hữu sinh và rừng quốc gia Peru cho biết, ba người vừa bị bắt đang trên đường tuần 25 con chim quý, gồm có chim guisel, chim tropide, chim tua căng nói trên vào thị trường châu Âu. Được biết là ba người bị bắt tại sân bay quốc tế ở Lima và nhiều khả năng sẽ phải ngồi tù 5 năm vì tội danh buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Trong những ngày qua, cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh đã ít nhiều có sự xáo trộn bởi sự thay đổi thất thường của thời tiết với những cơn mưa lất phất và sương mù. Cũng bởi thời tiết này mà bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp tăng tới 20%. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, do có sự thay đổi về thời tiết, chỉ trong một tuần qua, bệnh nhân liên quan đến hô hấp đã tăng lên khoảng 20%. Theo các bác sĩ, với thời tiết này, người dân cần giữ ấm để bảo vệ sức khỏe. Trong khi đó, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện tượng mưa phùn, sương mù trong những ngày qua là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực phía Nam, gây ra mưa trên diện rộng. Áp thấp đã tan, nhưng theo dự báo, thời tiết mưa phùn, sương mù lạnh có thể tiếp diễn trong vài ngày tới. Trước tình trạng kháng thuốc ngày càng nặng và gia tăng thì mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bác sĩ gia đình thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức dùng kháng sinh cho đối tượng nhân viên nhà thuốc trên địa bàn. Theo đó, hàng trăm dược sĩ, dược tá đang công tác tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng nhận diện bệnh lý, mức độ, tình trạng bệnh. Qua đó, các dược sĩ, dược tá có thể tư vấn cho người bệnh liệu đã nên dùng kháng sinh hay chỉ điều trị triệu chứng nhằm hạn chế dùng kháng sinh tự phát trong người bệnh. Được biết, mặc dù kháng sinh là thuốc bán theo chỉ định của bác sĩ, nhưng tại Việt Nam, người dân có thể mua loại thuốc này ở các nhà thuốc tư bất kỳ lúc nào mà không cần chỉ định. Chính vì thế đã gây nên tình trạng kháng thuốc kháng sinh, dẫn đến việc người sử dụng khi có bệnh bị kháng thuốc phải chịu chi phí cao để được điều trị bằng những dòng thuốc mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 2017. Theo đó, thì những học sinh có mong ước trở thành giáo viên trong tương lai sẽ cần chú ý vì có nhiều điểm mới quan trọng trong dự thảo quy chế này có liên quan sát sườn tới các thí sinh. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ không đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng như mọi năm. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong đó, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Trong đợt 1, đối với các trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Sau khi có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến. Việc các trường thêm các tổ hợp môn thi, bài thi mới để xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc là sử dụng kết quả của 3 môn thi, bài thi, trong đó có ít nhất một trong 2 môn thi độc lập toán, ngữ văn để xét tuyển, không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi, bài thi để xét tuyển cho một ngành. Các trường phải công bố các thông tin cần thiết lên trang thông tin điện tử của trường để thí sinh đăng ký xét tuyển. Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép các trường có thể phối hợp với nhau thành nhóm trường để thực hiện xét tuyển. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 16 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Sinh tự nhiên với 15 gương mặt xuất sắc nhất sau khi vượt qua hàng trăm cô gái trẻ tài năng khác vì một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ Việt. 15 gương mặt lọt vào vòng chung kết là 15 cái tên xuất sắc được tuyển chọn từ hàng trăm cô gái trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Với sự hội ngộ của những nhan sắc tỏa sáng, các thí sinh sẽ vinh dự được góp mặt cùng các bộ sưu tập áo dài Tết Đinh Dậu của nhà thiết kế Hoa hậu Ngọc Hân, bộ sưu tập Emma in Love của nhà thiết kế Xuân Lê, bộ sưu tập Vàng Son của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, cùng nhiều tiết mục biểu diễn ca nhạc đặc sắc. Tất cả hứa hẹn sẽ đem đến một đêm chung kết nhan sắc Sinh tự nhiên cùng Sejan đầy hấp dẫn. Ban giám khảo của cuộc thi là những tên tuổi uy tín như là nghệ sĩ ưu tú, nhà thiết kế Đức Hùng, MC Anh Tuấn, Á quân The Face Việt Nam, Đỗ Trần Khánh Ngân, chuyên gia trang điểm Tùng Châu. Đại diện bên Sejan Nhật Bản sẽ là giám khảo thứ 5 có vai trò chấm thi khi kết quả có 4 vị giám khảo cho ra số điểm ngang nhau. Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp này thì bữa tiệc hài Tết được ra mắt khán giả với đầy đủ thể loại, phản ánh nhiều góc cạnh của cuộc sống. Và vào ngày hôm qua, ngày 16 tháng 12, buổi họp báo giới thiệu 3 bộ phim hài Tết gồm Enter, Bơm, Chôn Nhân 4 đã được tổ chức với sự góp mặt của các cây hài kỳ cựu như là Quang Thắng, Hiệp Gà, Quốc Anh. Thiên Hà Spa, Bến Thành, BTE, Nước Chanh, Leo, Bullsmart. Điểm sáng trong chùm phim hài Tết lần này đó chính là bộ phim Enter, khi đề cập đến hiện tượng sống ảo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong giới trẻ. Đảm nhận vai Tân Tri Phủ, thay thế cho vị trí của nghệ sĩ Phạm Bằng lần này là nghệ sĩ Đức Khuê, hứa hẹn sẽ tạo ra một mẫu hình mới, phản ánh xã hội năm qua.
Năm nay thì cái vai của tôi lại là vai vợ ông quan huyện, thì bà ấy tìm mọi cách bà nhét cháu bà ấy vào. Mặc dù cháu cũng là không phải là người tài giỏi gì, để đưa cháu vào để làm trong cái bộ máy đấy, để là dễ dàng lấy ra lợi nhuận, rồi dễ dàng lấy ra đấy, tức là nó vẫn mang xu hướng là mang hơi thở của thời đại. Cái xử án đấy ngày trước là của quan Tân Tri huyện đấy, bây giờ thì sau khi mà Tân Tri huyện lên trên tỉnh làm rồi thì mình được thay cái việc là xử án ở huyện mình, thì mình cảm thấy là rất hay trong cái việc xử án đấy. Nhưng mà hay là trong ngoặc kép đấy nhá, chứ không phải là hay là ngoài đời đâu đấy. Ví dụ như là cái chuyện là làm việc tốt cũng phải xin phép, nhặt rác chẳng hạn, hoặc xây chuồng gà cũng phải xin phép, hoặc đau chân trái thì cưa chân phải, vân 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 vân, thì đều có trong cái chuyện này bộ. Thì cái này tôi cho rằng thứ nhất là nó hay về cái đề tài, thứ hai là trong phim tôi tập trung được khá nhiều các dàn hot girl rồi các thứ tham gia, cho nên tôi tin rằng cái phim này nó cũng là cái mới và đem lại niềm vui cho mọi người. Ngoài ekip quen thuộc thường góp mặt trong chùm phim hài Tết của đạo diễn Đông Hồng, năm nay còn có sự góp mặt của diễn viên Tường Vi, Lê Thị Dần trong Thách Thức Danh Hài, hứa hẹn sẽ là những nhân tố mới khiến tính cười đầy đủ yếu tố Bắc Nam. Khi nhắc đến Tết thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn truyền thống, những phong tục đẹp đã tồn tại bao đời, giàu giá trị nhân văn. Nhớ về điều đó thì càng khiến chúng ta thêm yêu Tết Việt. Và nhằm khơi gợi cho mọi người những cảm xúc chân quý đó, thì ngày hôm qua tại Hà Nội, Liên minh ba thương hiệu Alta, LHC và Sunshine Holding đã tổ chức chương trình Ngày chuyên đề văn hóa ẩm thực Tết Việt. Ngày chuyên đề mang đến không gian tái hiện các phong tục, các thú chơi, Tết truyền thống, hội tụ các nghệ nhân trên cả nước, từ nghệ thuật cuốn pháo làng Đồng Kỵ, nghệ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên Thừa Thiên Huế, gói bánh chưng bánh tét, dã giò trà ước lệ, thú gọt thủy tiên, tục cho chữ đầu năm, học chơi tam cúc. Đặc biệt khách hàng sẽ được thưởng thức những món ăn tinh tế đã làm nên nét đẹp cỗ Tết của người Việt. Trong không gian ngày chuyên đề văn hóa ẩm thực Tết Việt, Tết Tràng An, Liên minh ba thương hiệu Alta, LHC và Sunshine Holding cũng cho ra mắt bộ sản phẩm quà tặng đặc sản, bao gồm nhiều loại đặc sản nổi tiếng các vùng miền trên cả nước như là cam xã Đoài, bưởi Luận Văn, cam Bù Hương Sơn. Hơn 40 năm qua, tại một góc vỉa hè trên đường Nguyễn Kiệm thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tồn tại một quán chè nho nhỏ. Ngoài hương vị ngọt ngào của những loại chè thì điều đặc biệt làm nên thương hiệu của quán chính là cây đèn dầu, một hình ảnh hiếm thấy giữa thành phố hiện đại và nhộn nhịp bậc nhất của cả nước. Đều đặn cứ 7 giờ tối, ông bà Tư, chủ quán chè đèn dầu Xin Thế Kỷ bắt đầu dọn hàng. Hơn 40 năm qua, người dân ở đây đã quen thuộc hình bóng ông bà xuyên qua phố phường đông đúc cùng với năm nồi chè trên chiếc xe đẩy cũ kỹ. Gọi là quán, nhưng chè đèn dầu của ông bà Tư thực ra chỉ là một góc nhỏ trên vỉa hè. Với khoảng chục chiếc ghế và những nồi chè nóng hổi, bốc khói nghi ngút, lọt hõm giữa phố phường. Bà để vậy cho nó đặc biệt vậy chứ giờ đâu có ai mà để đèn dầu đâu. Bà để cho nó đặc biệt vậy đó, có ấn tượng người ta đi tới là ta biết quán chè đèn dầu. Thì có cái đèn dầu đến bây giờ, bà bán bao nhiêu năm là cái đèn dầu đó, bà có bao nhiêu năm nay. Với 5 loại chè khác nhau, có giá 5.000 đồng một chén, nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người. Từ năm 1976 đến nay, bất kể gió mưa, ngọn đèn nhỏ bé ấy vẫn le lói hàng đêm. Ánh sáng từ nó hắt ra chỉ đủ để thực khách nhận ra nhau. Tất cả quây quần bên ngọn đèn dầu, cùng thưởng thức những chén chè mang đậm hương vị Nam Bộ. À, đều được, ở đây là mình thấy ở đây là không có điện. Mỗi lần mình đi ăn qua thì mình thấy có một cái đèn dầu thắp lên. Đi ngang qua là mình, nếu mà không để ý thì mình không có thấy. Nhưng mà để ý rõ thì mình sẽ thấy. Và cái đèn dầu là đặc trưng của quán chè này. Mình ngồi đây mình ăn, mình nhìn cái đèn dầu mình cũng nhớ là hồi nhỏ có những cái lúc mà ngày xưa mà cuộc sống còn chưa có được sung sướng như bây giờ, có những cái khó khăn vất vả thì cũng gợi lại cho mình những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm với ông bà với cha mẹ ngày xưa bên cái đèn dầu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đêm đêm giữa phố phường của đô thị lớn nhất nước vẫn le lói một ánh đèn dầu, như thể muốn níu giữ một chút hoài niệm của biết bao người đã gắn bó với mảnh đất này, luôn nồng ấm và ngọt liệm tình người.
Có mặt trong chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy, hàng loạt các ca sĩ như là Phương Thanh, Lam Trường, Minh Thư, Nguyên Vũ, Kasim Hoàng Vũ, Võ Hạ Trâm và nhóm MTV đã mang đến cho khán giả những ca khúc nhạc phim tưởng chừng như là rất quen thuộc nhưng mà vẫn chiếm trọn được cảm tình từ phía những tâm hồn yêu nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề nhạc phim, hàng loạt những ca khúc nổi tiếng một thời như là Dã Từ Dĩ Vãng trong phim Dã Từ Dĩ Vãng, Bài Ca Đất Phương Nam trong phim Đất Phương Nam, Giấc Mơ Ngày Xưa trong phim Cổng Mặt Trời, Thiên Đường Mong Manh trong phim Đồng Tiền Sương Máu, Bỗng Dưng Muốn Khóc trong phim Bỗng Dưng Muốn Khóc đã được lần lượt thể hiện qua các giọng ca tên tuổi. Trong đó, bài hit đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Phương Thanh, Dã Từ Dĩ Vãng, đặc biệt mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Ca khúc đã trụ hạng nhiều nhất liên tiếp trong các tuần của Top Ten Làn Sóng Xanh và đưa tên tuổi Phương Thanh vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất năm 1998. Bên cạnh đó, nam ca sĩ Lam Trường cũng trở lại Sài Gòn đêm thứ bảy với ca khúc Bỗng Dưng Muốn Khóc do cô cháu gái Minh Thư sáng tác. Đây là ca khúc để lại dấu ấn mạnh mẽ của Minh Thư với vai trò người viết nhạc cho phim. Thế nhưng không nhiều người biết là cô ca sĩ này cũng chính là tác giả của các ca khúc nhạc phim đình đám khác trong các phim Những Thiên Thần Áo Trắng, Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn. Trong đêm nhạc Sài Gòn đêm thứ bảy, nhạc Việt thập niên 90 còn có sự góp mặt của hàng loạt những giọng ca như là ca sĩ Hoàng Vũ, Võ Hạ Trâm, Đào Bá Lộc và nhóm MTV. Một đêm nhạc ấm áp và đầy chất hoài niệm, tất cả sẽ trở lại với khán giả yêu nhạc vào lúc 20 giờ ngày thứ bảy, ngày 17 tháng 12 hôm nay trên sóng VTV9. Hơn 300 khách mời cùng những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí như là ca sĩ Hoàng Thùy Linh, ca sĩ Quang Vinh, Á hậu Thùy Dung vừa cùng nhau có mặt trong một sự kiện diễn ra tại Cần Thơ. Được biết đây là lễ ra mắt một trung tâm tập luyện thể hình đẳng cấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Và sự xuất hiện của những nghệ sĩ gần như đã đốt cháy không gian tập luyện này. Tự tin với giọng hát và những vũ điệu gợi cảm là những gì người ta luôn thấy ở nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Trong dạ tiệc ra mắt trung tâm thứ 30 của một trung tâm tập luyện thể hình tại Cần Thơ, cô đã khiến cho hàng trăm khán giả Tây Đô không khỏi hào hứng và bùng nổ theo những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hoàng tử Sơn Ca Quang Vinh. Dù đã mất tích khá lâu trong làng giải trí Việt và chỉ mới vừa trở lại trong hai sản phẩm âm nhạc được trình làng khán giả trong nước, nhưng cái tên ca sĩ Quang Vinh vẫn luôn khẳng định được vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Được biết, ngoài Hoàng Thùy Linh, Quang Vinh thì dạ tiệc ra mắt câu lạc bộ thể hình này còn có sự tham gia của Á hậu Thùy Dung, Sơn Ngọc Minh, nhóm The Wings và nhiều ngôi sao đình đám khác. Hiện nay, Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với các nước láng giềng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thể dục thể hình. Bên cạnh các trung tâm tập luyện nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thì sự xuất hiện của trung tâm California thứ 30 tại Cần Thơ với chi phí đầu tư hơn 3 triệu đô la Mỹ là một bước tiến mới của tập đoàn Asia nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện sức khỏe và giải trí lành mạnh của người dân miền Tây Nam Bộ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ từ đầu tháng 11 năm 2016 đến nay thì tỉnh Bình Định đã hứng chịu đến 5 cơn lũ lớn. Trong đó thì nửa đầu tháng 12 có đến 4 cơn lũ liên tục và cơn lũ hiện tại thì được coi là mốc mới trong lịch sử lũ lụt của tỉnh này. Từ tối ngày 15 đến ngày 16 tháng 12, gần 4.800 hộ dân với hàng chục ngàn người phải sơ tán tránh lũ. Nhiều vùng ngập sâu trong lũ, người dân hầu như kiệt sức. Sáng ngày 16 tháng 12, trao đổi với các phóng viên của báo Tuổi Trẻ qua điện thoại, thì ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã thẳng thốt. Đợt lũ này lớn quá sấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2013 rồi mà nước vẫn cứ lớn lên từng giờ. Cả tỉnh không còn huyện thị thành phố nào mà không ngập lụt. Tất cả mấy chục hồ chứa thủy lợi đều ở trong lũ nhiều ngày. Tôi rất lo về sự an toàn, người chết cũng nhiều quá. Sáng ngày 16 tháng 12, dọc quốc lộ 19 đoạn qua phường Nhân Hòa của thị xã An Nhơn, cả trăm người dân với vẻ mặt lo lắng hướng vào những khu dân cư bị ngập sâu. Ở đó thì người thân của họ đang bị mắc kẹt trong lũ. Tiếng gọi nhau ý ới lẫn tiếng khóc, nhiều người không thể liên lạc được với người thân. Trước đó, từ 3 giờ sáng ngày 16 tháng 12, các lực lượng của thị xã An Nhơn cùng với lữ đoàn pháo phòng không 573, quân khu 5 dùng cano tiếp cận di rời dân ở những nhà bị ngập sâu. Đến sáng phải tăng cường thêm lực lượng phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh để khẩn trương đưa dân đến khu vực an toàn.
Thưa quý vị, sau nhiều năm chậm tiến độ thì dự án xe buýt nhanh trị giá với con số là 1.200 tỷ đồng của Hà Nội chuẩn bị vận hành vào ngày 31 tháng 12 tới. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi về hiệu quả của dự án này cũng như bài học về quy hoạch kết nối các tuyến xe buýt nhanh khác trong tương lai. Và vấn đề này đã được phản ánh trên báo Thanh Niên ngày hôm nay với tựa đề bài viết Xe buýt nhanh thành chậm. Bài viết cho hay, chậm tiến độ kéo dài, nhiều nhà chờ xe buýt đang trong tình trạng phủ bụi, cỏ mọc cao lút, thậm chí là nhiều thiết bị hư hỏng xuống cấp. Thời gian gần đây khi dự án này phải chạy nước rút, nhà thầu mới bắt đầu cho quét dọn, tu sửa, lát lại gạch phía trước các nhà chờ. Ngay thời điểm này, khi dự án chỉ còn hơn nửa tháng vận hành chính thức, khung cảnh vẫn còn rất ngổn ngang, chưa khớp nối hoàn toàn. Nếu tính từ thời điểm ký hiệp định vay vốn Ngân hàng Thế giới, VKB cho dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, xe buýt nhanh BRT là một trong ba hợp phần năm 2006 và phê duyệt chính thức vào năm 2007, thì đến nay tuyến buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội đã kéo dài gần 10 năm. Ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thừa nhận, dù tên gọi là xe buýt nhanh, nhưng mô hình của Hà Nội hiện nay đang làm chưa thể gọi theo tên này, mà chỉ có thể gọi là xe buýt ưu tiên vì chưa có làn đường dành riêng cho xe buýt hoạt động. Cả ngàn tấn rác ứ động tại nhà máy xử lý rác Thủy Phương ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã và đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến cho cuộc sống của người dân điêu đứng. Phản ánh của báo Nông thôn ngày nay. Nhiều tháng nay thì người dân sống xung quanh nhà máy xử lý rác Thủy Phương liên tiếp gửi đơn thư kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền trước việc nhà máy này bức tử môi trường. Nguyên nhân là do trong thời gian dài tại cơ sở xử lý rác này ứ động lượng rác thải khổng lồ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, không khí trong khu vực. Theo ghi nhận của các phóng viên báo Nông thôn ngày nay, trong khuôn viên của nhà máy xử lý rác Thủy Phương, hiện rác thải được chất thành đống cao khoảng 6 mét, vượt cả chiều cao tường rào nhà máy. Rác ùn ứ trong thời gian dài và không được che chắn cẩn thận nên là bốc mùi, hôi thối nồng nặc. Vào lúc trời mưa thì lượng lớn nước rỉ rác đen ngòm từ núi rác này chảy ra môi trường xung quanh theo các ống cống và làm xuất hiện ruồi nhặng dày đặc ở đây. Trên báo Nông thôn ngày nay, tác giả Nguyễn Tường có một bài viết phân tích có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người băn khoăn và suy ngẫm. Đó là hậu 30.000 tỷ đồng, giấc mơ an cư xa tầm tay. Bài viết này cho hay là cái kết đột ngột của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã khiến việc tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp trở nên xa tầm với. Xét về phương diện chính sách, thì Nghị định 100 mới đây của Chính phủ có những quy định ưu đãi hơn cả gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Tuy nhiên thì dù ra đời hơn một năm nhưng nghị định gần như chưa có giá trị trên thực tế vì rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nguồn vốn đối ứng và quỹ đất sạch. Đích thân ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận là kế hoạch phát triển 30.000 căn hộ nhà ở xã hội trong 5 năm tới của thành phố hiện đang gặp rất nhiều thách thức và những thách thức này thì không hề nhỏ. Đại diện các doanh nghiệp đều than phiền là sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc đến nay thì gói tín dụng ưu đãi tiếp theo của Chính phủ theo Nghị định 100 vẫn chưa có giá trị thực tế. Vấn đề đầu tiên vẫn chưa có lối thoát khi chưa thấy ngân hàng nào tham gia và doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch phát triển dự án dài hơi trong khi người mua thì thấp thỏm. Trong loạt bài tăng sông với thuế thu nhập cá nhân của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay có kỳ cuối sẽ nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế. Cụ thể là ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, phần lớn những người nộp thuế thu nhập cá nhân là có đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, nên khi họ không may bị bệnh hiểm nghèo thì đương nhiên bảo hiểm xã hội sẽ phải chi trả tiền khám chữa bệnh. Mặt khác thì ngoài bảo hiểm bắt buộc được khám và điều trị bệnh thì người nộp thuế được quyền mua bảo hiểm tự nguyện. Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Thu nhập Cá nhân thuộc Tổng cục Thuế cho biết, liên quan đến việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn. Những cá nhân có một nguồn thu nhập và ủy quyền cho cơ quan quyết toán thuế thay thì rất đơn giản. Doanh nghiệp sẽ thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền thuế đã tạm khấu trừ nhiều hơn số tiền thuế phải nộp cho người lao động. Ở phần tiếp theo của chương trình, trực tiếp tại trường quay, cô bác sĩ tâm thần nhận diện hậu quả của nạn cờ bạc đối với các gia đình và trạng thái tâm lý cùng thể chất của những người nghiện trò chơi may rủi này là như thế nào. Người dân Venezuela lo sợ trắng tay và việc đổi tiền được dự báo là sẽ làm căng thẳng thêm tình trạng khan hiếm tiền mặt ở nước này. Ấn Độ đội xe ôm hai bánh độc đáo với tài xế toàn là nữ giới và cũng chỉ phục vụ khách nữ giới.
Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, khá nhiều khán giả và cả đồng nghiệp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã vô cùng bất ngờ khi anh đã lên hình trực tiếp trên Facebook chia sẻ việc anh phải trả số tiền khoảng 20 tỷ đồng cho người mẹ ruột vì bà ham mê cờ bạc. Thậm chí là ngay từ lúc bé thì anh đã phải chứng kiến cảnh chủ nợ đến nhà đe dọa và đập phá đồ đạc. Vâng, hậu quả của việc đam mê cờ bạc thì dường như ai cũng biết. Nhưng điều gì ở trò chơi đầy may rủi này lại tạo nên ma lực mãnh liệt như thế? Và khi nghiện cờ bạc thì con người sẽ ở trạng thái tâm lý và thể chất như thế nào? Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn cờ bạc đã và đang gây ra hậu quả không chỉ là chuyện tan cửa nát nhà. Nhưng trước hết thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một clip sau đây. Ai cũng biết má Hưng là bà Trần Thị Thọ. Dạ. Bà đã gây ra rất là nhiều những cái số nợ nần trong suốt nhiều năm qua. Bà Hưng đã phải trả nhiều lần lắm. Rất nhiều lần Hưng bị kiệt sức rồi. Từ hồi bé cho tới bây giờ Hưng phải đi khất nợ, rồi làm tất cả mọi thứ để mà có thể đối diện với cái việc làm này. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh đã phải trả nợ cho mẹ trong suốt 10 năm qua, thậm chí đã làm hết cách để khiến mẹ anh cai nghiện cờ bạc, như từng đưa mẹ sang Mỹ nhưng không thể nào giúp bà ngưng việc đánh bạc. Đến bây giờ, khi không còn cách nào để giải quyết mọi việc, chịu quá nhiều áp lực, nam ca sĩ quyết định lên tiếng. Trước đó thì trong giới showbiz cũng đã từng rúng động khi nữ ca sĩ Siêu Black tìm tới cờ bạc để giải sầu và kinh doanh thua lỗ, phải mắc nợ hơn 2,5 tỷ đồng. Trước đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bị công an tỉnh Vĩnh Long thu giữ trên 300 triệu đồng và hàng nghìn USD khi có mặt tại một sòng bạc. Hay nghệ sĩ nhiều tai tiếng Thương Tín cũng khuynh ra bại sản vì cờ bạc đã khiến công chúng ngỡ ngàng. Theo nhiều người trong giới showbiz chia sẻ, thì chuyện bài bạc trong giới nghệ sĩ xưa như trái đất, thậm chí có những người mê cờ bạc đến nỗi nghiện, muốn thoát ra cũng không được. Thưa quý vị, trong trường quay của Cuộc Sống 24 giờ lúc này thì tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, là giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương. Và Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương thì cũng là nơi mà đã và đang điều trị cho các bệnh nhân có chứng bệnh nghiện cờ bạc. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã dành thời gian đến với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ Mạnh Hùng, trong những ngày vừa qua thì chắc hẳn là ông cũng đã đọc các thông tin liên quan đến cái sự việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải bỏ ra cái số tiền là 20 tỷ đồng để trả nợ cho mẹ mình trong suốt những năm tháng vừa qua. Vậy thì ông có đánh giá chung như thế nào về cái hậu quả của tệ nạn cờ bạc với cái kinh nghiệm mà ông đã làm việc bao nhiêu năm nay? Vấn đề cái tệ nạn cờ bạc ấy để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, không những chỉ cho bản thân cái người vướng vào cái chuyện nghiện cờ bạc mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả những cái người xung quanh mình, trong cái gia đình của họ. Giống như trường hợp mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không thể cầm lòng được, phải lên trên Facebook chia sẻ trong cái thời gian vừa qua. Vâng, có những người thì cũng cho rằng là cái việc nghiện cờ bạc nó cũng là một cái loại bệnh tâm lý, tâm thần. Vậy thì cụ thể là như thế nào ạ? Nghiện cờ bạc hoàn toàn là một loại bệnh tâm thần, được xếp vào cái loại nghiện nhưng mà không do nghiện chất. Bởi vì nghiện cờ bạc ấy, đầu tiên bắt đầu ấy, chỉ là những cái chuyện chơi bời, rồi dần dần thành cái thói quen, rồi thành cái đam mê, và từ những cái đấy nó dẫn đến những cái biến đổi về của đến những cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong não, và cụ thể ở đây là cái chất serotonin ở trong não, làm cho người bệnh có đầy đủ các cái tính chất của một chứng nghiện, được xếp trong cái bảng phân loại bệnh lần thứ 10 của bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10. Nên có thể coi nghiện cờ bạc là một loại bệnh lý tâm thần rất là đầy đủ đặc trưng của các loại bệnh tâm thần. Nó có đầy đủ các đặc trưng của một loại bệnh lý tâm thần, như là cái chuyện từ chối điều trị, hay chuyện từ chối không công nhận mình là bị bệnh. Đấy. Nhưng đây là một cái bệnh lý phải đòi hỏi điều trị rất chuyên khoa mới thoát ra được. Vậy thì những cái biểu hiện lâm sàng của cái loại bệnh tâm thần này cụ thể như thế nào thưa bác sĩ ạ? Đấy, nghiện cờ bạc có đầy đủ các cái đặc điểm của một chứng nghiện nói chung. Tức là người bệnh ngày hôm đấy mà không chơi cờ bạc thì không thể là chịu được. Tức là nó buộc người bệnh này thường xuyên chơi bời, dính đến cờ bạc. Và cái liều lượng, cái lượng chơi, chúng ta ví như cái tiền mà bệnh nhân đặt cược trong các cái cuộc chơi ấy, nó như cái liều thuốc kích thích để cho bệnh nhân đạt được cái khoái cảm trong cái việc đem lại cảm giác khoái cảm trong cái việc chơi cờ bạc ấy. Thì cái lượng tiền ấy cũng phải tăng dần lên,
cái việc đặt cược cũng phải tăng dần lên, tức là cái tăng liều, tăng cái liều lượng lên. Đấy, và nghiện cờ bạc nó cũng còn nữa là khi người ta đã vướng vào nghiện cờ bạc thì người ta không quan tâm đến tất cả những cái thú vui khác, những cái việc làm khác, có thể là những cái hình thức giải trí khác. Đấy, mà người ta chỉ chăm chú vào cái chuyện đấy thôi. Đấy, nó có đầy đủ các cái đặc trưng của cái việc nghiện cờ bạc. Và cái nghiện cờ bạc nó còn gây không những người ta biết rằng việc chơi đấy ảnh hưởng cho bản thân họ, ảnh hưởng cho gia đình họ, nhưng mà người ta không tài nào dứt ra được, không thể nào bỏ đi được, người ta vẫn lần sau vẫn phải tiếp tục chơi nó, và nó rất là dễ tái nghiện. Đấy, nó đặc trưng của các cả loại nghiện như thế. Chúng ta cách ly họ ra rồi, điều trị họ rồi, nhưng thời gian sau lại tái lại rất là nhanh chóng. Nó có đầy đủ các đặc trưng của một chứng nghiện nói chung. Vâng, chúng tôi biết là phác đồ điều trị của các bác sĩ và đặc biệt là đối với những cái loại bệnh tâm thần thì nó rất là phức tạp. Tuy nhiên để cho quý vị khán giả có thể hiểu được một cách đơn giản nhất thì bác sĩ có thể cho biết là phác đồ điều trị cho cái loại bệnh tâm thần nghiện cờ bạc này thì sẽ như thế nào được không ạ? Nghiện cờ bạc cũng như các loại nghiện nói chung, nó là một loại bệnh lý có các cái tính chất về tâm lý, có những cái đặc trưng về mặt xã hội và có những cái biến đổi về mặt sinh học. Cho nên việc điều trị nó cũng phải đòi hỏi cái sự có một cái phác đồ toàn diện trên cả ba phương diện đấy. Về mặt xã hội, ta cần cách ly bệnh nhân ra khỏi các cái môi trường cờ bạc nói chung, tức là các cái bạn bè hay chơi cờ bạc với họ nói chung. Đấy, cách ly ra khỏi môi trường quen thuộc dễ dẫn đến những cái kích thích làm cho bệnh nhân dễ quay trở lại cái chuyện cờ bạc nói chung. Đấy là về mặt xã hội. Về mặt tâm lý, chúng ta phải điều chỉnh những cái lệch lạc về mặt tâm lý cho họ. Đấy, chẳng hạn những cái suy nghĩ tập trung thường xuyên vào cái chuyện cờ bạc ấy, ta phải điều trị họ bằng những cái liệu pháp chuyên lý tâm lý chuyên biệt. Về mặt sinh học ấy, tức là trong cái hậu quả của quá trình nghiện cờ bạc nó làm biến đổi về những cái đặc điểm sinh học của họ, chẳng hạn như thay đổi về những cái chất dẫn truyền thần kinh dẫn đến những hậu quả như trầm cảm, những rối loạn về cảm xúc, trầm cảm dễ cáu gắt, lo âu, buồn chồn, rồi đêm không ngủ, thì những trường hợp ấy chúng ta phải sử dụng thuốc men và những cái liệu pháp về mặt sinh học, tức là những cái can thiệp về mặt y tế để điều chỉnh cho họ. Nói chung là như vậy, việc điều trị nói chung là phải trên ba cái vấn đề như vậy thì mới mong rằng có hiệu quả được. Nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Mạnh Hùng thì chúng tôi cũng cảm thấy cảm thông hơn một phần nào đối với những người đam mê cờ bạc, vì rõ ràng đây có thể xếp là một loại bệnh lý. Nhưng thưa tiến sĩ bác sĩ Mạnh Hùng, có khi nào có những cái trường hợp mà là do nghiện cờ bạc nhưng lại hoàn toàn không phải là bệnh tật gì cả, và có những người lợi dụng việc nghiện cờ bạc là một bệnh tâm thần để chống chế cho những lý do chủ quan của họ hay không ạ? Chúng ta nói là đã là nghiện ấy, tất cả các loại nghiện đều là những cái bệnh lý cả. Chỉ có cái vấn đề cái nghiện cờ bạc này nó là một cái bệnh mà nó tập nhiễm, và cái để dẫn đến cái quá trình tập nhiễm ấy nhanh hay sớm ấy, tức là có người thì tiếp xúc rất lâu với cờ bạc nhưng người ta không nghiện, người ta có thể chơi bời giải trí trong một khoảng thời gian nào đấy xong rồi người ta thôi đấy, nhưng có người rất nhanh chóng bập vào cái chuyện nghiện cờ bạc, tức là cái việc nhanh chóng đi đến cái chứng nghiện này thì nó phụ thuộc vào thể chất, cái cơ địa của từng người. Nó có thể có cái tính di truyền với những người mà dễ tập nhiễm, dễ bị lây nhiễm cái chuyện cái việc nghiện cờ bạc này hơn những người khác. Có những người dễ nhiễm hơn, cũng có người khó nhiễm hơn. Đấy, cái chuyện ấy thì do cái đặc điểm cá nhân của từng người, và có thể là do cái thể chất, cái di truyền của người, từng người một nó quy định. Đấy, chứ còn thì bảo rằng là nghiện cờ bạc mà không phải là bệnh lý thì không có. Đã nghiện cờ bạc là bệnh lý, đây nói đến chữ nghiện là bệnh lý rồi, tất cả các loại nghiện đều như vậy cả. Cái thứ hai nữa là, và có những người cái người nghiện cờ bạc cái thường xuyên người ta chống chế, người ta thường xuyên người ta ta nói rằng là đấy là lỗi đam mê của họ, cái thú vui của cuộc sống duy nhất của họ để phục vụ cho cái việc chơi bạc, để phục vụ, để biện hộ cho những cái lý do, tìm mọi cách để có những cái phương tiện để tiến hành cái cuộc chơi của họ. Vâng. Nếu mà tôi nghĩ rằng là nếu mà ai đó mà mắc cái đam mê nghiện cờ bạc mà lấy lý do đó là bởi vì đam mê thú vui thì dường như tất cả mọi người xung quanh anh ta sẽ có một cái cảm giác là rất là ghét, không muốn giúp đỡ gì cả. Nhưng nếu những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Mạnh Hùng thì cho thấy đây là một cái chứng bệnh, thì có lẽ rằng là sự giúp đỡ của những người xung quanh là vô cùng cần thiết. Vậy thì theo tiến sĩ bác sĩ Mạnh Hùng thì những người trong gia đình có thể có những cái vai trò như thế nào để giúp cho người bệnh có thể thoát khỏi cờ bạc không ạ? Cái vai trò của những người thân trong gia đình cực kỳ quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân thoát ra khỏi cái việc cái chứng nghiện cờ bạc đấy. Nhưng mà cũng ngoài cái vai trò gia đình còn cần phải có vai trò của xã hội, vai trò của những bác sĩ chuyên khoa tâm thần như chúng tôi
như tôi đã trình bày từ trước ấy, đấy, có người thân trong gia đình ấy, có thể nâng đỡ cho họ trong những lúc mà họ bị khủng hoảng về mặt tinh thần, đấy, động viên giúp đỡ họ, hoặc là có trường hợp thì nó tùy theo từng trường hợp, có trường hợp chúng ta cũng phải có những cái thiết chế mạnh tay để cách ly, không cho bệnh nhân có được những cái phương tiện để sử dụng để thỏa mãn cái điểm đam mê của họ, chẳng hạn như chúng ta quản lý cái tiền nong nó chặt chẽ hơn, quản lý tài sản trong gia đình nó chặt chẽ hơn, quản lý không cho bệnh nhân mang đồ đi, hoặc là chúng ta bằng những quan hệ của mình để cho hạn chế những người ngoài xã hội, không cho bệnh nhân giúp đỡ cho bệnh nhân đạt được cái phương tiện để đạt được cái niềm vui của họ như thế, cái việc đam mê cờ bạc của họ nữa, thì nó tùy theo từng trường hợp mà có những cái ứng xử cho nó phù hợp, chứ không có một trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Vâng, thưa bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, như ông đã chia sẻ ở phần đầu đó là cái việc mà chúng ta nghiện cờ bạc thì đầu tiên nó cũng chỉ xuất phát từ là một cái thói quen hàng ngày, sau đó dần dần từ ngày nọ sang ngày kia, và nó đến một cái giai đoạn nó sẽ trở thành một cái việc là quá quen thuộc, và khi đó thì não sẽ có một những cái chất mà nếu như hàng ngày mà không đánh cờ bạc thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà chúng ta có thể cai nghiện cho những người nghiện cờ bạc là rất khó, đã là việc rất khó rồi, thế nên là cái việc mà chúng ta chống tái nghiện thì chắc chắn sẽ còn khó hơn, đúng không ạ? Đúng như vậy. Đấy. Nghiện cờ bạc là một cái chứng nghiện, cũng không phải nói so với các cái loại nghiện khác, cũng không phải dễ mà mắc vận phải được, nó phải có thời gian rất dài. Mà trường hợp mà thường đa số những cái loại mà khó nghiện, nhưng khi mà đã nghiện rồi đấy thì so với loại khác ấy, thì cai còn khó hơn. Đấy, những loại dễ nghiện thì cai khi lại còn dễ hơn là cái loại mà lâu rồi mới nghiện, sử dụng lâu rồi mới nghiện. Vâng. Vậy thì để nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã cai được nghiện cho họ rồi mà chúng ta chống tái nghiện cho họ, thì những người thân ở trong gia đình phải làm như thế nào để có thể chống tái nghiện cho những người như thế ạ? Cai nghiện cờ bạc như các bạn nói ấy, nó cũng phải hộp ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cắt cơn, cách ly họ ra khỏi cái môi trường cờ bạc. Đấy, rồi điều trị những cái rối loạn khi mà chúng ta áp dụng những biện pháp mạnh như vậy. Đấy, đối với họ, những cái rối loạn về mặt tâm thần, đấy, về mặt thể chất cho họ. Đấy, sau cái giai đoạn đấy rồi thì cái giai đoạn quan trọng hơn là để làm cho họ không quay trở lại cái chuyện nghiện cờ bạc nữa. Đấy, thì đây là một cái quá trình, tất cả các loại nghiện thì đây cũng là một quá trình rất là lâu dài. Thường xuyên phải có sự giám sát, sự động viên giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Đấy, ngay việc rồi họ cho họ dùng thuốc nữa, cái việc dùng thuốc của họ, về tôi nói này, có những người nó khởi đầu là một cái sự kích thích, một thói quen, nhưng nó đam mê rồi thì nhiều khi nó trở thành nó có những cái xung động đánh bạc. Đấy, thì bắt buộc chúng ta phải dùng các cái thuốc. Đấy, những khi kiểm tra về mặt y tế mà phát hiện những trường hợp mà có những cái xung động về mặt đánh bạc ấy, thì chắc chắn chúng ta phải dùng thuốc lâu dài. Đấy, cái cờ bạc đó nó có vai trò như là một cái điểm khởi đầu để làm hoạt hóa, bộc lộ những cái tiềm ẩn về mặt sinh học có thể còn có trong con người ta ra, xuất hiện ra, thì lúc ấy chúng ta phải điều trị và thuốc rất là lâu dài. Đấy, về gia đình ấy, chúng ta nói rồi, chúng ta quan tâm giúp đỡ động viên khi người bệnh khủng hoảng, nhưng cần thiết thì cũng phải có những cái chế tài mạnh để buộc người bệnh phải tuân thủ theo những cái đừng làm hại đến gia đình hơn nữa trong cái chuyện đam mê cờ bạc. Đấy, một cái quan trọng hơn nữa là cái hoạt động của gia đình ấy, chúng ta cố gắng hướng bệnh nhân vào những cái niềm vui mới, vào những cái tìm thỏa mãn cái cảm giác khoái của mình, vào những cái hoạt động có lợi cho mặt thể chất, về mặt tinh thần, mà không dính dáng cờ bạc, hướng người ta vào những hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho gia đình nhiều hơn. Một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc bệnh viện tâm thần Ban Ngày Mai Hương trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị, dù là bất cứ lý do nào đó, nếu như mà bạn đang xem truyền hình hay là người thân mà có những triệu chứng như là thường xuyên nghĩ tới cờ bạc, số tiền đặt cược luôn nhiều hơn lần trước, rồi thì luôn theo đuổi số tiền thua lỗ để cố gỡ lại, coi việc cờ bạc chỉ đơn giản như là những trò giải trí thông thường, thì rất có thể là đã mắc chứng nghiện cờ bạc. Hãy có biện pháp can thiệp kịp thời để không bị thói quen tệ hại này điều khiển mù quáng mà thành bệnh tật. Vì loại bệnh này thì không chỉ là tan cửa nát nhà mà thôi. Và đó cũng chính là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với thông tin và các sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 17 tháng 12.
Với mục đích phát triển lối sống bền vững và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của giới trẻ hiện nay, từ ngày hôm nay tại Sóc Sơn, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Trải nghiệm xanh 2016. Trải nghiệm xanh 2016 là một hành trình đậm chất sống xanh kéo dài 2 ngày với 3 hoạt động chính. Lớp học sống xanh, trải nghiệm xanh, chia sẻ xanh sẽ giúp người tham gia hiểu rõ về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay để từ đó có những suy nghĩ đúng đắn và tạo cho bản thân những thói quen xanh, những hành động tạo ra những tác động tích cực đến môi trường. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, phiên chợ sách xưa lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong phiên chợ sách xưa đầu tiên này, hoạt động giới thiệu, trao đổi, mua bán các ấn phẩm xưa, sách báo, tạp chí quý hiếm phục vụ bạn đọc, còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa như trưng bày những hiện vật đặc sắc trong bộ sưu tập của các thành viên như thủ bút của các văn nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, sách chữ nôm, tổ chức giám định sách miễn phí. Sau những ồn ào quanh cuốn sách ba lô lên và đi, Huyền Chip đi du học tại một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Trở về nước sau gần 3 năm bặt vô âm tín, vào ngày hôm nay tại 24 Tràng Tiền Hà Nội, cô sẽ cho ra mắt cuốn sách mới Giấc mơ Mỹ đường đến Stanford. Giấc mơ Mỹ đường đến Stanford không phải là một cuốn cẩm nang du học với những gợi ý đi đâu, ăn gì hay làm sao để nhận học bổng, mà đó là câu chuyện về những nhân vật như cậu hàng xóm thiên tài, của những cô bé, cậu bé với những cuộc sống tưởng như hoàn hảo, nhưng thực sự họ vẫn luôn nghi ngờ bản thân, phải đấu tranh với bệnh trầm cảm. Cà phê In Concert được tổ chức vào ngày hôm nay, đúng sinh nhật của Hà Anh Tuấn, với phiên bản nồng nóng tại Hà Nội. Hà Anh Tuấn tiết lộ, show 10 năm này không phải là sự tổng kết hành trình âm nhạc của mình, mà để kể cho khán giả nghe 10 năm tiếp theo Hà Anh Tuấn sẽ làm gì. Thưa quý vị, tuy là một quốc gia Hồi giáo, nhưng nhiều phụ nữ Israel hiện đại đang dần thay thế những bộ đồ trùm kín bằng những bộ váy áo công sở theo phong cách phương Tây. Bởi theo họ thì những trang phục như vậy luôn mang lại sự thoải mái, năng động và hợp thời trang. Theo đó thì một lệnh cấm các nữ nhân viên công sở mặc váy áo ngắn mới được Quốc hội Israel đưa ra đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của những phụ nữ ở đất nước này. Lệnh cấm mặc váy ngắn được chính phủ Israel đưa ra sau khi một phụ nữ bị nhân viên bảo vệ không cho vào tòa nhà Knesset vì mặc váy quá ngắn gây phản cảm. Tuy nhiên, lệnh cấm ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều phụ nữ nước này. Theo đó, hơn 30 phụ nữ mặc váy ngắn trên đầu gối đã tập trung ở lối vào của Knesset và tạo dáng chụp ảnh. Tôi không thích cảm giác mỗi sáng đi làm, nhưng luôn có một ai đó nhìn chằm chằm từ đầu đến chân tôi chỉ để xem hôm nay tôi mặc trang phục như thế nào, có quá ngắn không, và tôi chắc chắn sẽ không thể làm việc tốt khi luôn cảm thấy khó chịu như vậy. Nhiều người thậm chí còn cho rằng phụ nữ Israel sẽ sớm quay trở lại với trang phục trùm kín, burqas truyền thống. Đối mặt với những tranh luận gay gắt về vấn đề này, Quốc hội Israel hiện đang đau đầu tìm ra giải pháp phù hợp về cách ăn mặc của các nữ nhân viên công sở. Vâng, chị Hằng này, tôi còn nhớ là có người thì đã từng nói rằng là đọc sách thì sẽ cứu rỗi tâm hồn của chúng ta. Và câu nói này thì không phải là không có cơ sở, bởi vì các nhà khoa học cho biết là đọc sách thì không chỉ giúp chúng ta mở rộng hiểu biết, mà nó còn giúp giảm căng thẳng, đem lại sự bình yên cho tâm hồn. Và vì những lợi ích từ sách đem lại mà một tổ chức phi lợi nhuận của Pháp hy vọng là nó sẽ đem lại những tác dụng tích cực đối với cả các tù nhân, đặc biệt là tác dụng làm dịu về mặt tinh thần. Nhà văn Olivia Risentera đang giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình. Nhưng nhóm người đọc tác phẩm của cô lại không ngồi trong một hiệu sách hay trong khuôn viên của một trường đại học, mà là trong phòng tiếp khách của trại giam. Một tuần trước, tổ chức phi lợi nhuận Read Your Way Out, tạm dịch là chỉ ra lối đi của bạn, đã tổ chức sự kiện này và tặng cho các nữ tù nhân ở đây tác phẩm Le Garçon của nhà văn Risentera. Họ mong muốn khuyến khích ngày càng nhiều tù nhân trên khắp nước Pháp đọc sách. Đọc sách sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ về chính bản thân mình, nghĩ cho người khác và nghĩ về môi trường xung quanh. Chương trình này được khởi xướng tại các trại giam ở Pháp 18 tháng trước. Tới nay, lượng tù nhân tham gia đọc sách đã tăng gấp 10 lần so với lúc ban đầu. Người mẹ trong tác phẩm này bằng tuổi mẹ tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy xúc động, nhớ mẹ. Lúc này tôi mới nhận ra, chấn song sắt của nhà tù đã ngăn cản chúng tôi nhìn thấy tuổi già đến với cha mẹ mình thế nào, và chúng tôi cũng không được chứng kiến cảnh con cái mình lớn lên ra sao.
Bằng cách ghi lại cảm xúc của mình sau mỗi cuốn sách đã đọc, tù nhân ở đây cho biết họ cảm thấy những ngày thụ án dường như ngắn lại và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, quản giáo của nhà tù cho hay lợi ích từ việc đọc sách đối với các tù nhân không dừng lại ở đó. Họ từng rảnh rỗi và cứ nhìn vào bậu cửa sổ rồi tìm cách trốn thoát. Nhưng khi họ chú tâm vào đọc sách, tôi cảm nhận thấy rõ một tác dụng, đó là tác dụng làm dịu. Tù nhân trở nên bình tĩnh hơn và họ tích cực đăng ký tham gia chương trình nhiều hơn. Chương trình Read Your Way Out hy vọng trong vòng 4 năm tới, những cuốn sách của họ sẽ được 10.000 tù nhân bị giam giữ ở 50 nhà tù trên toàn nước Pháp đón đọc. Sốt rét được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những nước châu Phi. Trong đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì căn bệnh này. Sau nhiều cuộc nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp ngăn chặn căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này, những nhà nghiên cứu Burkina Faso đã phát hiện ra một loại vũ khí mới chống lại loài muỗi, đó chính là xà phòng bánh. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án Faso Shop đã tiến hành các cuộc thử nghiệm việc dùng xà phòng để tránh bị muỗi đốt trong phòng thí nghiệm ở Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh sốt rét quốc gia Burkina Faso. Kết quả thử nghiệm cho thấy hương thơm từ bánh xà phòng có thể khiến các loài muỗi tránh xa. Một khi dự án này thành công, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều người có thể tránh bị sốt rét chỉ với việc tắm giặt bằng các bánh xà phòng. Và vậy chúng ta có thể dần đẩy lùi được căn bệnh này với chi phí rất rẻ. Những nhà nghiên cứu dự án Faso Shop hy vọng tạo ra một loại xà phòng đuổi muỗi giá rẻ cho người dân, đặc biệt là những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Theo thống kê của WHO, chỉ tính riêng năm 2015, có tới 214 triệu người bị mắc bệnh sốt rét, trong đó có tới 88% ở các nước châu Phi. Và riêng ở Tây Phi, cứ mỗi 2 phút trôi qua lại có một đứa trẻ tử vong vì sốt rét. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela càng thêm trầm trọng trước lệnh thu hồi đồng giấy bạc 100 Bolivar của Tổng thống Nicolas Maduro. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như tiền mới có mặt vào ngày 15 tháng 12 để người dân có thể đổi những tờ giấy bạc cũ sắp không còn có giá trị lưu hành. Trước bối cảnh có thể mất trắng chỗ tài sản còn lại, người dân Venezuela hoang mang cho biết lúc này họ lo không đổi được tiền còn hơn là lo bị cướp. Đây là hình ảnh thu nhỏ của cảnh khủng hoảng kinh tế mà Venezuela đang đối mặt. Người dân mang theo những bọc tiền này đi đổi với nỗi lo mất trắng. Ngày hôm qua, tôi đã gửi tất cả những gì mình có vào ngân hàng, 100 tờ 100 Bolivar. Nhưng khi tôi ra cây ATM để rút tiền, thì không hề có tiền mới. Chiếc máy trả lại tôi những đồng 100 Bolivar cũ. Và như vậy, tôi đã trở lại vạch xuất phát. Câu chuyện đổi tiền chẳng khác nào mối sát vào vết thương lòng của người dân Venezuela vốn đã qua vất vả với cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Ngày hôm qua, tôi đã chờ ngân hàng BFC từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Và hôm nay thì từ 6 giờ sáng đến giờ, thế mà vẫn còn 30 người xếp hàng trước tôi. Tôi chỉ muốn đổi 15.000 Bolivar này, đó là tất cả gia tài mà tôi có. Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố trên đài phát thanh rằng ông sẽ cho người dân 72 giờ để đổi giấy bạc 100 Bolivar lấy đồng xu đồng giá trị. Thời hạn do chính phủ đặt ra đã có, nhưng tiền mới vẫn chưa đến các ngân hàng và máy rút tiền tự động. Được biết, tờ 100 Bolivar gần như vô giá trị do lạm phát hoành hành ở Venezuela, dự kiến sẽ lên tới 1.600% cho năm 2017. Bán vợ đợi con, câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, phản ánh cuộc sống cơ cực của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến, giờ đây đã bước ra ngoài đời thực ở Venezuela. Câu chuyện phải cho con đi vì không có khả năng nuôi con trong bối cảnh kinh tế lạm phát phi mã này chắc chắn sẽ khiến không ít người phải ngậm ngùi suy nghĩ. Tháng 10 vừa qua, cô Julai Pulga đã cho đứa con gái 6 tuổi của mình cho một gia đình hàng xóm. Cô cho biết đó là một quyết định khó khăn nhất của đời cô, nhưng ít nhất khi ở với gia đình được cho kia, con gái cô sẽ được ăn no ngày 3 bữa. Tôi đã cho gia đình đó đứa con gái của mình bởi có những thời điểm 2-3 ngày mẹ con tôi không có gì để ăn. Tôi thì có thể chịu đựng được, nhưng con bé thì không chịu được đói. Cả gia đình cô Julai Pulga sống nhờ vào khoản thu nhập khoảng 6 đô la Mỹ một tháng theo giá đổi ở thị trường chợ đen. Đó là đồng lương hưu của cha cô. Còn bản thân cô và chồng của cô đều thất nghiệp. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà dột nát ở thành phố Portofino, khu đô thị Carirubana, phía tây bắc Venezuela.
với mức lương trung bình ít hơn 50 đô la Mỹ một tháng theo tỷ giá chợ đen. Ngày càng nhiều bậc cha mẹ ở Venezuela giao con cho chính phủ, các tổ chức từ thiện cho bạn bè hoặc người thân. Điều này đã được một số chính quyền địa phương và các tổ chức an sinh xã hội ghi nhận. Tôi trao con tôi cho một tổ chức từ thiện. Thằng bé mới 10 tháng tuổi, nó đang nguy kịch vì bị suy dinh dưỡng. Tôi không còn cách nào khác để tìm thức ăn cho nó nữa. Ở đó ít nhất nó sẽ được cho ăn, được bảo vệ. Trong một số trường hợp, do không thể nuôi con và nuôi chính mình, cha mẹ thậm chí đã bỏ rơi con cái. Theo thống kê ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ thì cứ 8 phút lại xảy ra một vụ bạo hành tấn công tình dục phụ nữ. Cùng lúc thì cảnh bị bạo hành tấn công tình dục trên taxi đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nữ giới tại đây. Và trước vấn nạn này thì một phụ nữ tại Ấn Độ đã quyết định thành lập một đội xe ôm hai bánh với tài xế thuần là nữ và đội xe này chỉ phục vụ chuyên chở khách nữ. Chắc chắn dịch vụ của họ sẽ đem lại an toàn cho nữ giới trên các đường phố của Ấn Độ. Đội xe ôm sơn một màu hồng ở thủ đô New Delhi này trông hơi chói mắt nhưng có điểm lợi, lắng ngay từ xa ai cũng có thể nhận ra họ. Người sáng lập ra dịch vụ xe ôm nữ Bixi Bike chỉ phục vụ khách hàng là nữ này chính là cô Divya Kalia. Tôi từng phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ ở ga tàu điện ngầm Gurgaon vì không muốn bắt xe do những tài xế nam lái. Tôi rất sợ hãi việc phải đi taxi hoặc xe ôm do nam giới điều khiển. Bởi thế tôi chợt nghĩ, tại sao không thực hiện những chiếc taxi hai bánh dành cho cánh chị em? Khi chia sẻ suy nghĩ này với những người bạn đồng giới, cô Divya được hưởng ứng nhiệt liệt. Cùng lúc, cô Divya cũng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của chồng. Cho đến nay, đội xe ôm màu hồng có trang bị nút báo động SOS cho hành khách và tài xế thu sẵn cả bình xịt ớt bột để tự vệ khi bị tấn công đã chuyển trở được hàng trăm chị em. Cũng chính vì vậy mà Pixie Pink có hy vọng tồn tại được lâu vì nó đáp ứng đúng nhu cầu khẩn thiết cho một bộ phận lớn người dân là nữ giới. Bộ phim Rogue One A Star Wars Story, tạm dịch là Kẻ Mạo Danh, Ngoại Truyện Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao, là một trong những phim bom tấn đáng được mong chờ nhất trong kỳ nghỉ Giáng sinh cuối năm nay. Và hòa chung vào không khí háo hức chào đón sự kiện ra mắt của bộ phim này, thì ở bên ngoài rạp chiếu phim cũng đã diễn ra một cuộc thi không kém phần độc đáo và thú vị. Vâng, đó chính là cuộc thi hóa trang thành các nhân vật trong phim của các fan hâm mộ cuồng nhiệt của tác phẩm điện ảnh lần này. Tại đây có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các fan hâm mộ hóa trang và tạo dáng như các nhân vật quen thuộc trong phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao như Darth Vader, Jedi hay Công Chúa Leia. Người giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi lần này là cô Dobrite, người đang hóa trang thành nữ hoàng Amidala. Tôi vui mừng khôn xiết khi là người chiến thắng. Tôi rất tự hào khi nói rằng mình đã tự làm ra bộ trang phục này. Cụ thể, tôi đã bỏ ra tới 55 tiếng để thiết kế trang phục, 55 tiếng tiếp theo để khâu vá hoàn thiện và khoảng 2-3 tiếng để trang điểm sao cho giống với tạo hình của nữ hoàng Amidala. Sự kiện lần này thật tuyệt vời. Nó khiến tôi như trở lại tuổi thơ của mình vậy. Bộ phim này là một hành trình sử thi hoàn toàn mới, kể về một nhóm anh hùng đã liên kết với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ lấy cắp bản thiết kế thứ vũ khí hủy diệt Death Star của phe đế chế. Điều đặc biệt của phần phim lần này chính là tuy nhóm anh hùng này chỉ toàn là những con người bình thường, nhưng với lý tưởng cao cả nhằm giải cứu thiên hà, họ lại làm nên những điều phi thường. Trải qua hơn một thế kỷ thì quảng trường thời đại thuộc thành phố New York của Mỹ vẫn giữ vững vị trí là một trong những địa điểm đón năm mới được mong đợi nhất thế giới. Giây phút reo hò và đếm ngược của đám đông trên quảng trường thường thu hút khoảng 1 tỷ khán giả trên thế giới sẽ xem sự kiện này qua truyền hình. Và chính bởi vậy mà ngay từ lúc này, thành phố New York đã tất bật chuẩn bị cho sự kiện tiễn năm cũ 2016 và chào đón năm mới 2017. Không khí của năm 2017 dường như đã đến với quảng trường thời đại của thành phố New York khi con số 17 có chiều cao hơn 2 mét được đưa tới quảng trường. Con số này nằm trong bảng 4 con số 2017. Theo dự kiến, những con số còn lại sẽ được đưa tới trong thời gian sớm nhất và tiếp sau đó, bảng 4 con số 2017 sẽ được giới thiệu trang trọng tại một buổi lễ chiếu sáng công cộng. Trưởng ban tổ chức buổi lễ đếm ngược trong đêm giao thừa cho biết bảng 4 con số 2017 sẽ được dựng tại quảng trường và sẽ được thắp đèn thậm chí trước đêm Giáng sinh.
Đối với tôi, việc đếm ngược đã bắt đầu từ khi con số 17 được đưa tới quảng trường thời đại. Trên thực tế, chúng tôi chỉ còn có 14 ngày nữa. Việc chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đang được tiến hành. Vào tuần tới, chúng tôi sẽ lắp đặt sân khấu và hoàn tất các khâu chuẩn bị còn lại. Theo ban tổ chức, tấm bảng ghi con số 2017 được gắn tới 496 bóng đèn. Cũng theo tiết lộ của ông trưởng ban tổ chức, tới ngày 29 tháng 12, hàng tấn hoa giấy sẽ được đem tới để chuẩn bị cho sự kiện thả xuống quảng trường trong đêm giao thừa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.